Thưa quý vị, mới đây, chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thống nhất bỏ quy định giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ đối với người dân thường xuyên di chuyển giữa hai địa phương. Với quy định mới này thì đã tạo điều kiện cho người lao động lưu thông. Tuy nhiên, với mật độ người và phương tiện di chuyển tăng đột biến, chốt kiểm soát dịch liên tỉnh luôn trong tình trạng ùn ứ. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi. Khung giờ cao điểm 6 đến 9 giờ sáng và bắt đầu từ 16 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, số lượng người tại chốt kiểm soát dịch ra vào Đà Nẵng Quảng Nam tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với trước đây. Nguyên nhân là do nhiều người dân không chủ động và gặp khó khăn trong việc khai báo y tế bằng thiết bị thông minh. Rất nhiều người dân họ vẫn chưa có nắm được cái việc là khai báo y tế này qua có hình thức như là điện thoại thông minh hay máy tính bảng, dẫn đến việc người dân họ vẫn đứng tập trung trang khá là đông. Vì qua chốt là nó quá đông nên người dân chúng ta lại cần phải khai báo trước để đi cho nó thuận tiện hơn. Sau khi Đà Nẵng nới lỏng, mỗi ngày có gần 12.000 phương tiện lưu thông. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hàng cây số như thế này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng bố trí thêm cán bộ chiến sĩ hướng dẫn điều tiết phương tiện đầu đổ. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cần có giải pháp kịp thời hơn. Tình hình ở chốt Trần Đình Nghĩa thì đã lên cái vấn đề thứ nhất đề xuất là đề nghị sở giao thông quan tâm vấn đề mòn vào những giờ 16 giờ 30 tới 19 giờ là lưu lượng phương tiện rất là đông, không đáp ứng yêu cầu về khai báo y tế quét mã QR cho người dân. Chính vì đó rất nhiều cũng ùn tắc. Ví dụ những đoạn lúc nó thông suốt á thì vòng một người vòng một hai giờ là xong. Đồng này là khi mà mạng tắt rồi yếu quá thì có người tới 50 phút chờ đợi khi mạng nó đảm bảo thì mới được quét. Dự kiến Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan sẽ bố trí thêm thiết bị quét mã QR code để giảm ùn tắc và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hơn nữa, người dân cũng cần chủ động khai báo y tế điện tử trước đó, tránh tình trạng tập trung đông người cùng một thời điểm.